Chào mừng các bạn đã quay trở lại với MA Channel, lại là mình đây, Hùng Review đây. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với số hỏi thì đáp nấy rất quen thuộc trên kênh MA Channel của mình, để xem trong số lần này thì sẽ có những câu hỏi gì hay và thú vị đến từ tất cả các bạn nhé. Và trước khi bắt đầu video này, nếu bạn nào đang có nhu cầu muốn mua cho mình những dòng iPhone với mức giá tốt nhất trong thời điểm hiện tại thì hãy tham khảo ngay tại cửa hàng Di Động Việt thông qua đường link ở phần mô tả video nhé. Tại vì hiện tại ở Di Động Việt thì đang có mức giá rất là thơm cho những sản phẩm iPhone qua sử dụng, như là iPhone 8 Plus mức giá loanh quanh tầm 7 triệu, iPhone XR mức giá loanh quanh tầm 8 triệu, hay là những sản phẩm như iPhone XS Max mức giá cũng chỉ loanh quanh tầm 11-12 triệu thôi. Đó, và ngoài ra những sản phẩm hàng iPhone VNA như là iPhone 11 sắp tới cũng sẽ giảm giá xuống dưới 14 triệu đồng này, và còn rất là nhiều những sản phẩm khác. Đường link ở phần mô tả và mình cũng sẽ để cho anh em một cốt giảm giá 100k luôn. Rồi, bây giờ thì đến với nội dung chính của video ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên thì đến từ bạn có tên là Việt Lê. Anh ơi giúp em, em sinh viên cần một con smartphone dưới 4 triệu màn to trên 6,3 inch, pin ổn 4500, 6000 mAh, không chơi game, màn đẹp, loa kép to rõ, xem YouTube và tác vụ hàng ngày mượt Facebook, Shopee. Mong anh rep trực tiếp bình luận này để em của em ạ. Em cảm ơn anh lắm lắm ạ. Với câu hỏi của bạn thì trong cái tầm giá 4 triệu nhá, để có thể đáp ứng được tất cả các yêu cầu của bạn thì mình sẽ có 3 lựa chọn. Thực sự là có 3 lựa chọn, mà mình thấy 3 cái lựa chọn này thì gần như là best choice nhất trong cái tầm giá này rồi. Cái lựa chọn đầu tiên của mình đó là cái sản phẩm Redmi Note 10. Redmi Note 10 phiên bản 464 thì đang được bán tại Di Động Việt với mức giá chỉ loanh quanh tầm là 4 triệu thôi. Con này có màn hình AMOLED, khả năng hiển thị tốt. Con này có hệ thống loa kép với cái khả năng nghe nhạc cũng rất là ok. Con này có hiệu năng với con chip là Snapdragon 678, không quá mạnh nhá. Nhấn mạnh là không quá mạnh, nhưng mà đáp ứng cái nhu cầu là màn đẹp, kiểu xem YouTube, Shopee này nọ, Facebook thì mình thấy vẫn có thể ngon lành. Pin 5000 mAh, có sạc nhanh 33W là cái lựa chọn gần như là hợp lý nhất. Còn nếu các bạn có thể săn được săn sale Lazada, Shopee thì con Poco X3 Pro đang được sale còn tầm 4.3-4.4 triệu thì mình thấy quá ngon luôn. Con này có màn hình lớn, kích thước là 6,67 inch, tần số quét của nó là 120Hz, nó rất là nhanh và cực kỳ là mượt. Con này cũng có một cái hiệu năng rất là ổn với con chip là Snapdragon 732G. Rồi con này cũng có hệ thống loa kép, con này cũng có pin 5000, con này cũng có sạc nhanh. Nói chung con này không có gì để chê cả. Còn nếu bạn thích những dòng flagship đã qua sử dụng thì tầm giá dưới hoặc là loanh quanh tầm 4 triệu đi nha, thì có cái sản phẩm LG V50 ThinQ. VH20 Store vừa có thông tin cho mình là sắp về hàng sản phẩm này với mức giá chỉ loanh quanh tầm là 5 triệu đồng mà thôi. Con này có màn hình lớn này, độ phân giải của nó là 2K+, thì khả năng hiển thị thì mấy con như kiểu Note 10 này, mấy con như kiểu Poco X3 Pro vân vân thì chắc chắn là không thể nào so sánh được rồi. Hiệu năng của nó với con chip Snapdragon 855 thì cũng rất là mạnh, mạnh hơn rất là nhiều so với con chip 732G cũng như là con chip 678 đó. Và con này cũng có một cái dung lượng pin ổn áp loanh quanh tầm trên 4000 mAh, cũng có sạc nhanh, hệ thống loa của nó thì nghe cực kỳ là ấn tượng đấy. Thì đó là những cái tư vấn của mình cho câu hỏi của bạn Việt Lê nhá. Và đến với câu hỏi tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với bạn Ender Harry VN. Anh ơi cho em hỏi, con iPhone 8 Plus khi em đi mua lúc kiểm tra pin còn 100%, dung lượng pin vậy có phải lừa không anh? Nếu lừa thì có làm sao không ạ? Mong anh trả lời. Với câu hỏi của bạn thì như thế này, khi mà chúng ta đi mua những dòng iPhone cũ thì bạn hãy lưu ý cho mình điều này nhé. Với những con iPhone mà có tuổi đời vài năm rồi, ví dụ như là iPhone XS, XS Max, iPhone 8, 8 Plus, iPhone X vân vân và mây, iPhone 7 Plus chẳng hạn, thì cái phần trăm pin của nó sẽ luôn luôn có một cái tỷ lệ chai nhất định, thường là sẽ từ 80% cho đến là 90 hoặc là hơn, tùy theo từng cái mua đồ đó. Và nếu như chúng ta mua một chiếc máy mà pin không chai, nó còn nguyên 100% thì các bạn nên cần phải đặt một cái dấu chấm hỏi ở đây. Bạn hỏi người bán rằng là pin con này anh đã tháo ra, anh đã thay một viên pin khác hay chưa. Còn nếu như người bán khẳng định rằng máy này nguyên zin, máy này chưa qua sửa chữa và pin của nó vẫn còn tin zin, thì xin thưa các bạn luôn, các bạn đã dính một con máy dựng rồi. Và hoặc là những con máy cũ đã qua sử dụng mà bên phía cửa hàng đã điều chỉnh cái thông số pin nó lên 100% rồi. Tại vì cái thông số pin này có thể điều chỉnh được nhá. Đó, nên là các bạn cũng hãy lưu ý, nếu như bạn hỏi được cửa hàng hoặc người bán là chiếc máy này đã được thay pin rồi thì ok, rất là vui vì cái điều này. Tại vì là với những chiếc máy qua sử dụng này thì các bạn đừng có quan tâm lắm đến cái yếu tố là thay pin này nọ. Tại vì căn bản là pin chai thì đương nhiên là ai cũng phải thay rồi đúng không? Chứ còn bây giờ mua một chiếc máy nguyên zin mà pin 70% về, sau đó các bạn thay pin thì quá cha mức giá mà chúng ta mua tại cửa hàng luôn.
Còn đến với câu hỏi tiếp theo thì từ bạn có tên là Phạm Thành Đạt, tầm 10 triệu mua điện thoại nào để chơi game và quay màn hình một lúc ok nhất ạ? Nếu như bạn không có ngại hàng xách tay thì nên mua con K40 Pro Plus với con chip là Snapdragon 858 thì quay màn hình rồi chơi game bẹt nhè luôn, hoặc là mua con BlackShot 4 bây giờ có mức giá thành dần dưới 10 triệu thì chơi game quay màn hình bẹt nhè luôn. Còn nếu mà bạn mua được hàng chính hãng thôi thì nên mua Poco F3 nhé, tại vì mình thấy duy nhất Poco F3 là có thể quay màn hình và chơi game ngon được ở cái tầm này. Còn những con như là Snapdragon 678 rồi Snapdragon 732 các thứ thì mình thấy hơi yếu, chơi game nó đã lag rồi chứ đừng nói là gánh những tác vụ live stream. Bạn Bùi Phạm Việt Hương có hỏi mình là ủng hộ mọi cái tên dù là 20cm hay là Hùng Review, giờ 12 triệu nên mua là S20 FE không có jack cắm tai nghe 3.5 hay là mua S20 Mỹ để có jack cắm tai nghe 3.5 Snapdragon 855. Cái này thì hơi đau đầu nha, tại vì cả hai con là S20 FE và S20 thông thường đều không có jack cắm tai nghe 3.5, và con S20 phiên bản Mỹ ấy, thì nó sẽ chạy cho mình con chip là Snapdragon 865 tương tự như là S20 FE luôn. Nên là nếu như được lựa chọn giữa hai sản phẩm này thì đương nhiên em sẽ lựa chọn con S20, tại vì S20 nó cao cấp hơn nhiều, hoàn thiện tốt hơn, rồi chúng ta sẽ có được một cái màn hình hiển thị đẹp hơn so với là S20 FE thông thường đó. Và cả hai chiếc máy này thì đều đáp ứng rất tốt cái nhu cầu gọi là chiến game của anh, tại vì con chip Snapdragon 865 thì nó quá mạnh. Gaming này, Pokemon này, lướt Facebook các thứ thì đều rất là mượt. Cả chiếc máy này đều đáng mua. Còn nếu như anh muốn trải nghiệm được nhiều thứ trong tầm giá và muốn có được một cái điện thoại cảm giác nó cao cấp hơn thì nên lựa chọn Samsung Galaxy S20 nhé. Rồi, tiếp theo đến từ bạn có tên là Nguyễn Trọng Quốc. Giữa iPhone XR và iPhone XS hiệu năng con nào thì hiệu năng ngon hơn ạ? Thường ấy thì nhiều các bạn sẽ nghe tư vấn rằng là hai chiếc máy này hiệu năng của nó giống nhau, đều là con chip Apple A12, đấy, đều là iOS đúng không? Nhưng thực sự với cái trải nghiệm của cá nhân mình thì mình đang thiên về con iPhone XR hơn. Tại vì như thế này, có những cái lý do, ví dụ như là màn hình của iPhone XR thì độ phân giải của nó không quá cao nên là CPU của nó làm việc không có nhiều như là con Apple A12 đang có trên iPhone XS đó. Thứ hai nữa là con iPhone XR nó có một cái kích thước lớn hơn nên là cái khả năng tản nhiệt của nó cũng ok hơn đó. Và với con iPhone XR thì mình thấy nếu chúng ta chơi game trong thời gian dài, cái tính ổn định của nó sẽ ngon hơn là so với sản phẩm iPhone XS. Trong khi đó iPhone XS chơi game tầm vài phút thôi là đã bị tối màn hình, đã bị giảm độ sáng và drop rất là sâu rồi. Còn iPhone XR thì mình thấy nó sẽ duy trì cái sự ổn định đầu game đều hơn và nó sẽ ít bị tối màn hình, cũng như là cái nhiệt độ của nó sẽ không lên quá cao như là iPhone XS. Thế nên trong cái trường hợp này, nếu như các bạn nói đến cái khả năng là chiến game thực tế thì mình thấy iPhone XR nó sẽ nhỉnh hơn một xíu nhá. Nè Lâm có hỏi mình là bây giờ Redmi Note 8 Pro 8128 giá 4.4 triệu nên mua không anh, mong anh tư vấn. Với câu hỏi của bạn thì như thế này, là Redmi Note 8 Pro thì mình thấy chỉ đáng mua trong năm ngoái 2020 đổ về thôi. Còn bây giờ thì trong cái tầm giá 4.4 triệu đã có phải gọi là cực kỳ nhiều lựa chọn cho chúng ta có thể mua. Ví dụ như là trong tầm giá này mua cái sản phẩm Redmi Q2 cũng rất là ngon đúng không? Đó. Hoặc là trong tầm giá đó bạn có thể mua được con Poco X3 NFC với con chip Snapdragon 732G. Thì mình thấy rằng tất cả mọi thứ của nó đều hơn. Ví dụ như tần số quét màn hình cao hơn, ví dụ như là thiết kế màn hình mới hơn, ví dụ như là chúng ta sẽ có một viên pin trâu hơn, và ví dụ như chúng ta sẽ có nhiệt độ khi chơi game nó cũng sẽ mát hơn. Đó, tất cả mọi thứ đều hơn thì mình thấy rằng là bây giờ không còn đáng mua với sản phẩm Redmi Note 8 Pro trong tầm giá hơn 4 triệu nữa rồi. Phạm Thu Trang có hỏi mình là anh tư vấn cho em cái tai nghe không dây với ạ, nhu cầu là chơi game nên độ delay thấp, chất âm tốt để nghe tiếng chân, giá từ 300-400 trở xuống, mong anh trả lời cho anh nhiều sức khỏe. Với câu hỏi của bạn Phạm Thu Trang ấy thì mình có hai cái lựa chọn cho bạn. Thứ nhất là con Remark True Wireless 30, thứ hai là con Havit T cái gì mà 38W gì mình quên mất rồi, tại vì con đấy hôm trước mình có review trên kênh TikTok. Đấy, thì đấy là hai con tai nghe mà mình thấy rằng là có được cái trải nghiệm gaming tốt nhất, vì thiết kế của nó thì vẫn là hầm hố này, đúng chất gaming này. Rồi con này có Bluetooth 5.0, con này có chế độ gaming mode, con này thì có chất âm khá là lớn, chi tiết âm thanh ở mức ổn, âm pad khá là mạnh để chúng ta nghe tiếng AK, tiếng chân, tiếng súng thì phải gọi là ngon luôn. Thời gian chơi game cũng sẽ được tầm là 4-5 tiếng nên là bạn cũng không cần phải xoắn. Nói chung ấy, đã xác định mua tai nghe chơi game thì có thể tham khảo cho mình con tai nghe Remark True Wireless 30 này nhé. Câu hỏi tiếp theo đến từ bạn tên là Thanh Phan. Anh ơi, iPhone XS Max hàng Singapore tầm 15-16 triệu có tốt không anh? Kiểu ban đầu của mình khi mà mình đọc câu hỏi này thì mình cứ hình dung rằng là con iPhone XS Max hàng Singapore này là mấy máy tàu bán 1.5-1.6 triệu, nhưng nhìn kỹ ra thì đây là 15-16 triệu các bạn ạ. Thực sự ấy, iPhone thì hàng nào cũng như nhau, hàng Việt Nam, hàng Nhật, hàng Hàn,
hàng Mỹ đều là như nhau, chất lượng sản phẩm của nó đều như nhau thôi. Chẳng qua là một số thị trường sẽ có những cái ưu và nhược điểm nhất định. Ví dụ như Hàn Quốc và Nhật Bản không tắt được tiếng, đó, thị trường Trung Quốc thì không gọi FaceTime, vân vân. Thì tất cả những sản phẩm iPhone thì chất lượng của nó đều như nhau nhé. Nên là bạn mua Singapore hay bạn mua tất cả mọi thứ đều như nhau. Nhưng mà với mức giá 15-16 triệu thì mình thấy mức giá này là mức giá chát. Tại vì bây giờ Di Động Việt bán loanh quanh 11-12 triệu đã có iPhone XS Max rồi, thì tại sao phải mua tầm 15-16 triệu làm cái gì? Đó, và 15-16 triệu thì chắc chắn mình sẽ mua iPhone 11 Pro, hay là cố lên một tí 17-18 triệu mình mua iPhone 11 Pro Max, chứ chả dạy gì mua iPhone XS Max làm cái gì trong tầm tiền đó. Gia Bảo có hỏi mình là vậy con Redmi Note 10 với con Redmi Note 9S con nào chơi PUBG tốt vậy anh? Với câu hỏi của bạn thì mình thấy như này, Redmi Note 10 chơi PUBG không ngon bằng Redmi Note 9S đâu bạn ạ. Tại vì con Redmi Note 10 chỉ dùng chip đầu 6 là Snapdragon 678 mà thôi, còn Redmi Note 9S dùng con chip là Snapdragon 720G nên nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều so với con chip 678 nhé. Ok, câu hỏi tiếp theo bạn có tên là Tú Văn. Anh ơi, anh cho em hỏi tần số chạm, tần số quét với tần số làm tươi giống nhau không ạ? Và nếu khác thì khác như nào ạ? Mong anh trả lời. Với câu hỏi của bạn ấy, thì cái tần số chạm là cái tần số mà khi mà chúng ta chạm vào màn hình này thì cái màn hình nó sẽ phản hồi và nó sẽ kiểu tần số chạm càng cao ấy thì màn hình nó càng nhạy. Đó, kiểu như thế. iPhone là thường sẽ có màn hình tần số quét là 60Hz, nhưng mà cái tần số chạm của nó sẽ là 120Hz. Nên là khi mà chúng ta sử dụng trên những dòng điện thoại iPhone, các bạn luôn cảm giác rằng nó có một cái độ mượt hơn so với điện thoại Android và nó nhạy hơn điện thoại Android, đúng không? Nhưng thực ra đó chính là tần số chạm nó nhanh hơn đó các bạn ạ. Còn tần số quét và tần số làm tươi thì nó là một, đó chính là cái tần số hiển thị hình ảnh của màn hình. Tức nghĩa là tần số quét 60Hz, đúng không? Tức là một giây cái màn hình đấy có thể hiển thị được 60 cái hình ảnh liên tục. Còn tần số làm tươi 90Hz là 90 hình ảnh liên tục. Còn 120Hz là 120 hình ảnh liên tục trong một giây. Giải thích nhanh nhanh là như vậy đó. Thì cái tần số làm tươi và tần số quét màn hình càng nhanh thì nó sẽ giúp chúng ta có thể có được trải nghiệm mượt mà hơn. Chơi game ấy thì chúng ta sẽ có được trải nghiệm mượt mà hơn, rất là đơn giản, đúng không? Rồi, và đó là tất cả những câu hỏi có được câu hỏi gì trong đấy lần này của mình. Vậy thì các bạn nghĩ gì về những câu trả lời sai chỗ nào, đúng chỗ nào, đừng quên comment để lại ý kiến nhận xét nhé. Mình có một group là hỏi gì đáp nấy, mình có group là hỏi đáp công nghệ ở ngay phần mô tả video. Nếu bạn nào muốn đặt câu hỏi mà muốn được trả lời nhanh thì có thể là join vào group ở ngay bên dưới nhé. Subscribe FA Channel và subscribe chiếc hàng online để ủng hộ mình. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.